Và quý vị hãy cùng Thu Ngân trải nghiệm về quá trình băm dừa tươi trong video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy rằng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 tới từ công ty Bình Quân chưa bứt phá, thì hãy nghĩ sao về dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 được lắp đặt với hệ thống đầu nổ. Bạn sẽ băm sơ dừa ở mọi nơi. Vậy thì quý vị hãy cùng theo dõi quá trình này nhé. Dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 là thiết bị chuyên dụng băm xay nghiền vỏ dừa và biến chúng thành mùn dừa giá trị cao. Và ở phiên bản này, máy sẽ kéo tải với đầu nổ lên tới 10 mã lực, 10 HP để giúp máy luôn đảm bảo tốc độ vòng quay ổn định tương đương khi sử dụng với động cơ. Với thiết kế khung đỡ máy đầm và chắc chắn, gia công tỉ mỉ dày dặn nên tổng trọng lượng toàn bộ máy lên tới 237 kg, nặng gấp đôi so với phiên bản động cơ. Vỏ dừa tươi nguyên trái hay vỏ dừa khô, đến cả gáo dừa, dừa mảnh, dừa thải loại, máy băm sơ dừa B300 đều băm nhỏ dễ dàng chỉ với một người vận hành. Quý vị chỉ cần nạp liệu qua toa nạp, việc còn lại máy sẽ băm, xay, nghiền và cho ra thành phẩm mùn dừa nhỏ và tơi xốp. Với hệ thống dao băm siêu dày dặn cùng với hệ thống sàng đa dạng đi kèm với máy, quý vị sẽ dễ dàng tạo ra thành phẩm to, nhỏ tùy mong muốn và nhu cầu sử dụng. Vận hành đơn giản, kéo tải trợ lực ổn định và khỏe khoắn, từ đó quý vị có thể băm từ 200 đến 300 kg nguyên liệu trên mỗi giờ vận hành, tự do băm xay nghiền ở mọi địa điểm. Vậy tại sao máy có thể băm nhanh chóng tới vậy? Thì quý vị phải xem tới buồng băm ưu việt của máy, được gia công và trải qua 2 lần băm. Từ 3 dao băm thái to 2 lưỡi và 6 dao băm phụ sẽ giúp băm xay nghiền nhỏ nguyên liệu và chui lọt qua mắt hàng. Là mặt hàng sản xuất trực tiếp tại Việt Nam hoàn toàn 100%, bảo hành và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp tại xưởng, phụ kiện linh kiện thay thế luôn có sẵn, giá cả không qua trung gian, phù hợp với các hộ gia đình kinh doanh chế biến mùn dừa hay các nhà vườn muốn tận dụng các nguyên liệu dư thừa để đem ủ phân bón. Và vừa rồi là cách Bình Quân giúp bạn biến vỏ dừa thành mùn dừa một cách nhanh chóng. Như quý vị có thể thấy, thành phẩm ngay tại đây đã được băm nhỏ, vụn và tơi xốp rất dễ dàng cho quá trình ủ phân bón cho đất trồng. Vậy thì quý vị đã hài lòng về khả năng nâng cấp giới hạn tới từ dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 tới từ công ty Bình Quân được lắp đặt với hệ thống kéo tải bằng đầu nổ hay chưa ạ? Điều này sẽ giúp quý vị có thể băm dừa ở mọi nơi. Đến đây thì thời lượng video cũng đã kết thúc. Nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc thêm về dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 lắp đặt với hệ thống đầu nổ tới từ công ty Bình Quân thì có thể gọi điện ngay tới số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình, hoặc để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận. Các nhân viên tư vấn sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị. Và để có thể trải nghiệm sản phẩm thực tế nhất, miễn phí hoàn toàn tại xưởng sản xuất, thì quý vị có thể lên tại địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.